Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ kém của ngày 26 tháng 11 năm 2021. Đầu tiên ấy, là cũng xin chia sẻ ngắn gọn với các bác thế này. Các bác nhìn xuống cái chỗ màn hình ấy, thì các bác sẽ thấy rằng là ở đây nó có hai cái link chính. Thứ nhất rằng là tôi để một cái chỗ là YouTube đây. Thì là chỗ kênh YouTube á, cái đường YouTube ấy là kênh, cái đường dẫn chính thức của kênh Trang Trang TV. Cái thứ hai là bên đường dẫn Facebook ấy, là có một cái đường dẫn chính thức và các bác có thể thấy rằng là địa chỉ là facebook.com gạch xuống gạch chéo này là trang trang tv.official. Thế thì tại sao lại phải làm như thế? Bởi vì có rất nhiều người nhắn tin với tôi rằng là trên trang mạng xã hội ấy, trên Facebook ấy, tôi thì thường thường tôi không chơi ở trên Facebook, thì có rất là nhiều những cái trang giả mạo. Và kể cả bác đấy, kể cả mọi người nhắn tin rồi comment ở đó, và người ta có những cái trả lời hay người ta có những cái mà tôi không thể kiểm soát được. Chính vì thế, để mà chịu trách nhiệm chính cho những hành động của mình á, cho những hành vi của mình, để tránh những cái rắc rối pháp lý về sau, thì báo cáo với các bác rằng là tôi sẽ để những cái chính thức kênh của tôi là kênh Chacha TV ở bên dưới, và cái đường dẫn Facebook chính thức mà tôi chịu trách nhiệm thì nó cũng định biểu tượng rằng là có cái hình cover ấy, tôi vừa đổi thành màu cờ là màu đỏ. Thì đấy mới là trang chính thức của tôi. Còn biểu tượng logo thì cũng giống như trên góc của màn hình này. Các bác nhìn thấy góc của màn hình này. Đó. Nôm na như vậy thôi. Còn hôm nay thì trong clip này tôi xin phép và chia sẻ với các bác như thế này. Chủ đề ngày hôm nay á, đó chính là một cái bức ảnh thôi. Một bức ảnh rất đơn giản. Một bức ảnh cực kỳ thú vị. Nha các bác. Khi nhìn bức ảnh này á, một luật sư cũng là một người bạn tôi á, chỉ bình luận như này thôi này. Các bác có thể nhìn lên màn hình. Nhìn lên màn hình và các bác thấy như sau. Đây là hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tiếp xúc cử tri và bình luận về bức ảnh như thế này á, thì một người bạn có nói thế này: các đại biểu thì chắp tay chào cử tri, đó là rất đúng lễ đó, và cụ tổng là người kính cẩn nhất. Nôm na nguyên văn tôi đọc cho các bác nhé. Các đại biểu chắp tay chào cử tri là đúng lễ và người kính cẩn nhất thì lại chính là cụ tổng. Và anh bạn tôi gọi rằng là cụ tổng thì các bác có thể nhìn thấy cái điều này. Chia sẻ với các bác như thế để các bác thấy rằng là có những cái thứ lễ, có những cái thứ lễ mà ngay cả người đứng đầu quốc gia ấy, người đứng đầu quốc gia người ta vẫn giữ lễ như vậy. Đó là đạo đức mà. Tổng Bí thư vừa rồi á, trong cái hội nghị toàn quốc về văn hóa, hoặc là hội nghị văn hóa toàn quốc, thì đã nói rất nhiều về đạo đức, về liêm sỉ, về lối sống suy thoái đạo đức. Bởi vì đây là cái gốc của vấn đề. Nếu như mà anh không giữ được cái đạo đức nền tảng, anh không giữ được cái lễ, thì báo cáo các bác rằng là kiểu gì mà chả tham nhũng. Bởi vì đạo đức nền tảng mới là cái gốc của vấn đề. Mà các bác có thể thấy rằng là cái việc suy thoái đạo đức lối sống ấy, nó không chỉ ở trong nội chính mà nó còn cả xã hội nữa thông qua cái drama Phương Hằng này. Tôi xin chia sẻ thành thật với các bác là như thế, cho nên đấy là cái gốc lõi mà kênh Trang Trang TV là làm về điều này. Bởi vì khi tôi nghe được cái bài phát biểu của bác Tổng Bí thư vào năm 2012, tôi cũng đã, còn là lúc cuối tôi sẽ chia sẻ với các bác về bài phát biểu đó, thì bác có nói thế này, đó chính là cái việc mà pháp trị nhưng lại phải có đức trị nữa. Đó. Có những cái mà pháp luật không cấm tôi làm nhưng đạo đức đạo lý dân tộc không cho phép làm. Đó chính là cái gốc cốt lõi. Và một lần nữa, không biết là bao nhiêu lần rồi, thì trong cuộc họp cử tri ngày hôm nay thì Tổng Bí thư có nói về vấn đề phòng chống tham nhũng một lần nữa, và đặc biệt là có nói về cái ngành y tế rất hot trong hiện nay. Bởi vì hôm nay á thì báo cáo với các bác rằng là ở Sở Y tế Sơn La thì cũng bắt thêm một vài người nữa rồi. Bắt thêm một vài người nữa rồi. Bác nào muốn chi tiết về sự việc này là tại sao lại bắt cả bên Sơn La thì các bác có thể comment ở bên dưới và tôi sẽ có thể trả lời cho các bác ở một video khác liên quan tới ngành y tế và tại sao y tế giáo dục vừa rồi bắt rất nhiều. Hóa ra cái điểm mấu chốt là vô cùng đơn giản. Nó rất đơn giản và lại có cả chứng cứ nha các bác. Đó. Rất là thú vị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người tuyệt vời và chúng ta rất may mắn khi mà có thể sống cùng thời và hít thở chung một bầu không khí với Tổng Bí thư.
đó là thần tượng của tôi. Duy nhất có hai người, một là Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi thẳng thắn chia sẻ với các bác như vậy. Còn trong ngày hôm nay ấy, thì Tổng Bí thư có tham dự với gọi rằng là đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ấy, thì báo cáo cái kết quả kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15 cho cử tri. Thì tôi trích dẫn cho các bác thế này để các bác có thể thấy. Và đề cập tới điểm mới ở trong công tác phòng chống tham nhũng thì Tổng Bí thư thì cho biết hiện nay thì chúng ta không chỉ phòng chống tham nhũng, lãng phí mà thêm cả phòng chống tiêu cực. Bởi vì á, nếu chỉ phòng chống tham nhũng lãng phí thì nội dung rất hẹp và chưa bao quát được các vấn đề nên đã bổ sung thêm là chống tiêu cực. Phòng chống tiêu cực thì nghĩa rất rộng nhưng trọng tâm thì là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và đây mới là cái gốc của vấn đề. Nếu như cán bộ đứng đắn, có phẩm chất đạo đức, có tư tưởng chính trị tốt, thực sự vì dân vì nước thì làm sao mà lại phải đi tham nhũng? Bác nói thế này, nếu cán bộ đứng đắn, có phẩm chất đạo đức, có tư tưởng chính trị tốt, thực sự vì dân, vì nước, làm sao thì phải đi tham nhũng được. Chỉ có đạo đức không tốt, suy thoái về tư tưởng chính trị thì mới tham nhũng. Tổng Bí thư đã nêu như vậy. Và theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai quyết liệt và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Và bác Tổng Bí thư cũng nêu dẫn chứng là trước khi diễn ra hội nghị Trung ương 4 khóa 13, tức là tháng 10 năm 2021, ấy, thì Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật nhiều tướng lĩnh trong lực lượng cảnh sát biển và thông tin thì được công khai. Và đặc biệt đã quyết liệt xử lý bằng được các sai phạm xảy ra ở Bộ Y tế. Có ý kiến cho rằng dịch bệnh thì đang thay thế, có ý kiến cho rằng là dịch bệnh thì đang thế này mà lại đi xử lý cán bộ y tế thì có nên không? Nhưng việc nào ra việc đấy, khóa này làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh, còn việc xử lý là xử lý, đúng không? Là việc xử lý, là xử lý vi phạm của cán bộ trong nhiệm kỳ trước với việc buôn bán dược với nhau, tham mô, tham nhũng. Tổng Bí thư nói và khẳng định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, không ngừng, không nghỉ. Và đề cập tới công tác phòng chống dịch thì Tổng Bí thư đánh giá các ý kiến góp ý của cử tri là rất đúng và đây là vấn đề thời sự. Thì báo cáo với các bác rằng là trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng là có một đợt kỷ luật vô tiền khoáng hậu rất nhiều tướng lĩnh của cảnh sát biển, gần như là cả bộ tư lệnh là ra đi. Thế rồi chúng ta có thể thấy rằng là vụ án viên Phạc Ma đó mà nhiều người làm và người quyết liệt không để chìm xuồng là ông Trần Hùng đó, thì cũng đã được đưa ra xử lý và dẫn tới bắt luôn cả một thứ trưởng là ông Trương Quốc Cường, trước là cục trưởng cục dược, vẫn thăng tiến ở mầm đấy. Rồi các bác có thể thấy rằng là miễn nhiệm luôn cả nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, mà miễn nhiệm cái chức vụ hiện nay của bà là trưởng của cái ban gọi chăm sóc sức khỏe trung ương. Để có thể thấy rằng là công tác phòng chống tham nhũng chắc chắn là không ngừng không nghỉ. Tất nhiên có vùng khó, mà Tổng Bí thư đã từng có một cái ví von rằng là, bởi vì tại sao tôi nói là vùng khó, là bởi vì không có vùng cấm, nhưng khó là bởi vì là với những người có tiền, có quyền, và có quyền là có chức vụ quyền hạn, và thậm chí họ có cả tiền nữa, thì rất khó có thể tới được họ. Nhưng rất khó không có nghĩa rằng không thể. Chính vì thế mà Tổng Bí thư đã có lần ví von rất là hay. Đó chính là quả nào chín thì hái trước, ương ương thì chờ cho nó chín rồi hái cả chùm. Và chúng tôi những người làm ở trong công tác gọi rằng là thông tin và nắm được những cái thông tin thì báo cáo với các bác rằng đợt tới củi thì còn nhiều nữa. Củi mà củi khủng luôn á. Củi khủng luôn đấy các bác. Củi khủng cực kỳ luôn. Đó. Chia sẻ các bác như vậy để các bác có thể thấy rằng là wow. Wow. Đó. Để thấy rằng là càng làm mạnh thì niềm tin của nhân dân vào đảng càng nhiều. Đó. Chỉ có không làm, bàn lùi thì mới là những cái kẻ phản động. Tôi nói thẳng, phản động. Không vì dân, vì nước thì là phản động. Vì bọn đó họ chỉ có anh tôi thôi mà. Và chính những người như họ làm suy thoái đạo đức của rất nhiều người khác trong bộ máy. Và một điều nữa là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Cái thời kỳ 10 năm thì cái hậu quả lớn nhất để lại của nó chính là cái văn hóa suy thoái.
Và cái văn hóa này nó không chỉ ở trong cán bộ, nó còn xuống tới cả người dân nữa. Nơi con người ta chỉ nhìn nhau vì tiền, nhìn nhau và coi trọng nhau bằng cái đồng tiền. À mày đi xe gì, mày nói kia, vân vân. Không gì cả. Và cái thứ văn hóa chửi bới tục tĩu vừa rồi ấy, nó như là một cái sự đỉnh điểm để người ta nhìn vào thấy rằng là à văn hóa đã suy thoái đến cái mức độ này rồi hay sao? Văn hóa suy thoái đến mức độ này rồi thế à? Nơi mà người ta sẵn sàng lên trên mạng người ta dọa dẫm nhau. Tao á, gặp mày ở đâu á, là tao đánh cái đó. À, kinh không? Các bác thấy ghê không? Dã man không? Đó. Rồi các bác có thể thấy rằng là chửi bới tục tĩu. Khi mà làm việc với cơ quan chính quyền thì cái anh Long Ngô anh gách thay thế này, mặt vênh như thế này. Đó. Kinh khủng. Và đó là cái sự rồi một cái ông gọi rằng là chú Thủy, rồi một ông là gọi rằng là Cam Long. À, các bác có thể nhìn thấy rất rõ ở trong cái thời điểm vừa rồi. Và đó có phải là suy thoái không? Là suy thoái đó. Bởi vì ngay cả bản thân những người như thế, họ cũng không nhận thức được rằng đạo đức, văn hóa đang xuống cấp. Họ không nhận thức được. Cái sợ nhất là họ không nhận thức được. Thế cho nên mới thấy rằng là cái đấy mới là cái nguy hiểm nhất của thời kỳ 10 năm. Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm cái chủ đề này nha các bác. Đó. Cảm ơn tất cả các bác. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.